Thưa quý vị, trong 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông nghiệp tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 48 tỷ đô la Mỹ so với nhiều mặt hàng tăng cả về giá trị và lượng so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt là nông sản là một trong hai nhóm hàng ghi nhận tăng trưởng dương. Đây cũng là nội dung chính của tâm điểm kinh tế ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tính chung 11 tháng năm 2023, xuất khẩu nông sản đạt 24,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Trong đó, 4 sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ đô la Mỹ, gồm cà phê, gạo, rau quả, hạt điều. Thưa quý vị, năm 2023, xuất khẩu nông sản đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng thực tế cho thấy sản xuất và kinh doanh nông sản nước ta còn nhiều hạn chế. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết sản xuất theo chuỗi, sự chủ động hội nhập chưa cao. Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, nhiều nước giảm nhập khẩu, cạnh tranh tăng, rất cần những giải pháp đồng bộ hỗ trợ toàn ngành, nâng cao giá trị xuất khẩu cho hàng nông sản Việt. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là những thị trường lớn nhất nhập khẩu nông sản Việt. Dù hoạt động giao thương diễn ra thường xuyên và chặt chẽ, nguy cơ mất đơn hàng, giảm uy tín trên thị trường vẫn luôn hiện hữu, nhất là khi các tiêu chuẩn về xanh và sạch ở các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe. Mới đây, hai lô sầu riêng và ớt của Việt Nam đã bị buộc tiêu hủy ở Nhật do tồn dư hóa chất vượt tiêu chuẩn cho phép. Có 3 cái loại yêu cầu trong vấn đề xuất khẩu của hàng nông sản. Thứ nhất là những yêu cầu về FPS, thứ hai là những yêu cầu về đảm bảo các quy mô kích thước mẫu mã để nó đảm bảo cái chuẩn trong vấn đề về hàng hóa xuất khẩu, cũng như là góp phần vào để bảo vệ chất lượng thực phẩm, sản phẩm nông sản xuất khẩu. Cái thứ ba nữa là tín chỉ xanh. Chúng ta vẫn nặng về sản lượng, nặng về năng suất, nặng về quy mô khối lượng xuất khẩu mà chưa thật chú ý đến chất lượng, đặc biệt chất lượng thị trường vào những cái thị trường lớn khó ở các nước phát triển. Hiện nay, nông sản Việt Nam chưa bảo đảm đáp ứng các quy trình tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Việc thiếu hụt hệ thống logistics cũng như chưa cân đối được lợi ích giữa người sản xuất, tiểu thương và hệ thống phân phối khiến người nông dân bị thiệt thòi, cả về giá cả, đầu ra, khiến nền kinh tế thiếu đi những vùng trồng lớn, lâu dài, ổn định. Tập trung xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, bền vững, đồng thời hình thành nhiều chuỗi ngành hàng tiêu thụ sẽ nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, phục vụ nhu cầu trong nước và chế biến xuất khẩu. Chúng ta hội nhập sâu rộng rồi, thì xây dựng cái chuỗi ngành hàng là rất quan trọng. Cho nên tới đây thì Bộ sẽ cùng các hiệp hội sẽ tập trung vào cái liên kết ngành hàng. Ngoài lúa gạo ra còn một số ngành hàng khác để chúng ta có một cái hệ sinh thái bền vững. Năm 2003, 2004 bỏ đi cái phần của hợp tác xã, bây giờ là phải khắc phục lại. Câu chuyện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để tăng cường năng lực xuất khẩu cho hàng nông sản Việt cũng đang là một bài toán khó cho toàn ngành. Hình thức mua bán qua sàn thương mại điện tử đang trở thành trào lưu ở nhiều quốc gia. Tuy sở hữu nhiều lợi thế giúp mở rộng thị trường, song hoạt động của sàn thương mại điện tử xuyên biên giới cho hàng nông sản tại Việt Nam còn khá khiêm tốn. Phần lớn nhà sản xuất doanh nghiệp xuất khẩu vẫn quen với hình thức truyền thống. Chúng ta cần phải có sự phối hợp giữa các bên. Không phải chỉ bên phía người nông dân, nhà xuất khẩu rồi doanh nghiệp Việt mà cần phải có sự phối hợp với cả các công ty, các tập đoàn về công nghệ để mà chúng ta cùng tìm ra một giải pháp về công nghệ như là xây dựng những cái sàn thương mại điện tử có quy mô lớn với nhiều những cái tính năng. Không phải chỉ là chúng ta bán, mua nông sản trên sàn mà chúng ta có thể kết nối, tìm kiếm đối tác, làm nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông sản Việt Nam ra toàn thế giới. Chỉ còn rất ít thời gian, song ngành nông nghiệp vẫn kiên định mục tiêu cán đích xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 54 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Điều này có sự đóng góp rất lớn của hàng nông sản. Dự báo năm 2024, xuất khẩu nông sản sẽ tiếp tục thuận lợi. Nhiều mặt hàng của Việt Nam đang phát đi những tín hiệu tích cực khi được đón nhận ở các thị trường lớn và được hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do. Việc khai thác cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng xu hướng sản xuất xanh, dần gỡ bỏ rào cản kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sẽ là chìa khóa để nông sản Việt tiếp tục nâng cao vị thế trên thị trường.